Chào mừng các bạn đến với kênh của Lê Thế Thắng, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu các bạn một đồng hồ cơ chính hãng Automatic với thương hiệu là Olympia Pianus, với thiết kế mang phong cách của dòng doanh nhân. Lộ máy toàn bộ mặt trên và mặt dưới, tôi sẽ phóng to cái bộ máy của nó lên để cho các bạn ngắm nhìn nha. Các bạn nhìn thấy bộ máy của nó đang hoạt động rất nhịp nhàng đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Ngoài việc để xem đồng hồ, các bạn có thể ngắm nhìn được bộ máy của nó những lúc mà mình nói chung là rất tuyệt vời. Kim ở trên số của nó thì có phần dở quang để cho các bạn có thể xem giờ vào buổi tối. Vậy chưa? Vỏ và dây của nó thì bằng thép 36L, là một dạng inox cao cấp nhất. Ok chưa ạ? Sở hữu kính sapphire chống xước và chống nước, các bạn có thể đeo tắm giặt, rửa tay đi mưa thoải mái. Ở núm của nó thì có dập nổi logo của OP. Ở trên khóa của nó thì cũng có dập logo của OP. Đây là cách mở, khi các bạn ấn vào đây thì sẽ mở được khóa của nó ra này. Ok chưa? Rất dễ. Tôi sẽ đi sâu về cái bộ máy của nó. Đằng sau thông số ghi đây là Water Resist, có nghĩa là chống nước, sapphire, kính sapphire, automatic. Đây là vỏ dây inox, mã của nó là 990134AG. Bộ máy của nó sở hữu là bộ máy Mizuta. Sử dụng máy của Mizuta. Ok chưa? Siêu bền. Đây là một dòng máy của Nhật, siêu siêu bền. Nó là hàng chính hãng, chính vì vậy mà một bộ sản phẩm của nó thì bao gồm có hộp hãng, sổ bảo hành quốc tế. Ở trong sổ bảo hành quốc tế này thì có sẽ có ghi cái địa chỉ bảo hành tại Việt Nam, đó chính là cái nhà phân phối Trường Hoan và cũng là nhà phân phối độc quyền luôn. Chính vì vậy mà cho dù bạn mua một chiếc đồng hồ OP chính hãng ở bất kỳ đâu ở Việt Nam thì cũng đều qua nhà phân phối này mà ra cả. Ok chưa? Về thiết kế xoay mặt thì nó là, mình đo luôn này, 42mm, rất dễ đeo. Thuộc size tiêu chuẩn dành cho nam giới rồi. Mình sẽ đeo thử đi trên tay, các bạn cảm nhận được luôn. Với một chiếc dòng skeleton lộ máy toàn bộ như thế này thì sẽ rất tuyệt vời. Không những các bạn đeo để xem giờ không, mà còn để thể hiện một đẳng cấp với một chiếc đồng hồ chính hãng ở trên tay đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Ngắm nhìn bộ máy của nó rất là thích đúng không nào? Về cái này mình hướng dẫn qua về cách chỉnh giờ một chút, tại vì cái dòng này nó núm, nó có gen. Để chỉnh giờ thì các bạn bạn ngược chiều kim đồng hồ để cho nó đẩy cái gen ra cái đã. Đấy. Thấy chưa? Sau khi nó đẩy cái gen ra thì như thế này thì nó có chế độ lên cót này. Automatic khi mình đeo lên tay á thì bánh đà phía sau tự động lên cót cho mình. Mình không cần phải làm gì cả, cứ đeo là nó chạy. Còn trong trường hợp mà các bạn để đó mà các bạn không đeo thì nó có chế độ lên cót tay, thì cái núm ở giữa sau khi bạn bạn cho nó đẩy đẩy cái gen ra thì cái khớp đầu tiên sẽ là vòng cót, các bạn xoay theo chữ kim đồng hồ, các bạn thấy nặng tay là đang lên cót. Ok chưa? Rút thêm một nấc nữa các bạn sẽ chỉ được giờ. Giờ thì cứ xoay theo chữ kim đồng hồ thôi, rất là dễ dàng đúng không nào? Sau khi chỉnh xong thì cái núm ở giữa này phải, các bạn phải ấn hết vào này, xong nó vừa ấn vừa xoay vào theo chiều kim đồng hồ. Nhớ là xoay cho nó thẳng gen để sử dụng bình thường đúng không nào? Mình thì ở Hà Nội, những bạn ở Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng của mình ở khu đô thị Tân Tây Đô, Đan Phượng để xem và lấy sản phẩm. Đối với những bạn ở xa thì bên mình sẽ giao đến tận nhà trên toàn quốc, các bạn nhận đồng hồ được mở ra xem đúng mẫu mới lấy và thanh toán tiền. Số của mình đó là 0912681586. Khách của mình thì có hầu hết ở 63 tỉnh thành trên cả nước, từ Bắc vào Nam, tỉnh nào bên mình cũng có hết. Các bạn có thể vào phần cảm nhận của khách hàng á, xem mọi người đã từng mua, đã từng sử dụng nói về bên mình như thế nào.
đồng thời đóng góp cho mình những cảm nhận của các bạn ở đó. Đó chính là cái nguồn động lực rất là to lớn giúp cho bên mình ngày càng hoàn thiện và phục vụ quý khách hàng gần xa ngày một tốt hơn nữa. Với mỗi một bài viết mình đăng lên trên Facebook thì ở cuối bài viết bao giờ mình cũng sẽ có để một cái kênh YouTube. Đó chính là cái kênh mà mình up những cái mẫu đồng hồ, video đồng hồ mới nhất lên trên đó. Thì các bạn có thể tham khảo ở những mẫu đồng hồ tuyệt vời ở đó nữa, đúng không nào? Còn bây giờ thì xin chào thân ái và quyết thắng.